Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học về kết cấu thứ 15, kết cấu thượng trung hạ. Với kết cấu thứ 14 mình đã hướng dẫn các bạn là kết cấu trái giữa phải, hay còn gọi là kết cấu tả trung hữu. Thì với kết cấu này thì các bạn cũng có thể bắt gặp bất kỳ trong quá trình các bạn viết chữ Hán, thì các bạn sẽ bắt gặp một bộ phía bên trên và một bộ phía bên dưới, nhưng nó lại có xuất hiện một cái bộ ở giữa hai cái bộ đấy. Nếu như chỉ có hai bộ đấy thôi thì nó sẽ thuộc về kết cấu thượng hạ trên dưới. Tuy nhiên nếu như mà nó có thêm một bộ ở giữa nữa thì các bạn phải xếp ngay nó vào kết cấu này là thượng trung hạ, tức là kết cấu trên giữa dưới các bạn nhé. Với kết cấu trên giữa dưới này thì nó sẽ không có cái sự tỷ lệ chuẩn, hay là tỷ lệ nó khoảng giống như là với kết cấu này thì nó không có cái tỷ lệ xem tương đối giống như là kết cấu tả trung hữu, mà kết cấu này thì nó sẽ xoay chuyển tình thế. Mình ví dụ như là có thể bên trên đấy nhá, chúng ta vẫn theo cái kiến thức đó là bên trên này sẽ được viết theo dạng mình sẽ đánh dấu là nhỏ đi, vừa đi, lớn đấy, nhỏ vừa và lớn. Tuy nhiên thì trong quá trình viết chữ Hán thì nó sẽ thiên biến vạn hóa, nó sẽ xoay chuyển theo tình thế của cái chữ Hán bạn đang viết, hoặc là những cái bộ thủ được xếp vào để tạo ra cái chữ Hán đấy. Mình ví dụ đấy nhá, đặc điểm nhận dạng kết cấu này đó là nó vẫn gồm 3 bộ này, đúng không? Vẫn gồm 3 bộ nhé. Chúng ta sẽ ghi ở đây một chút này, như thế này. Đây, bộ trên, bộ giữa, bộ ở giữa. Đấy, bộ giữa và bộ dưới. Đây, như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách viết chuẩn sẽ được viết như thế nào. Chúng ta sẽ lấy một số cái ví dụ chứ, tỷ lệ của nó chứ. Ở đây theo cái kinh nghiệm của mình thì mình sẽ thấy được là bộ bên trên ấy, tất nhiên là chúng ta sẽ thống nhất là bộ ở giữa đi. Bộ ở giữa là bao gồm, nó sẽ thường thường nó sẽ được viết nhỏ. Đầu tiên là cái số lượng tần suất của nó xuất hiện là bộ ở giữa sẽ được viết nhỏ các bạn nhé. Thì bên trên nó sẽ dạng được viết vừa. Tất nhiên rồi, bên dưới lúc nào nó cũng sẽ là cái bộ được viết cuối cùng, thì nó sẽ được viết to ra hơn một chút xíu. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ viết cho bạn xem này. Đầu tiên mình sẽ viết một cái bộ phía bên trên. Nó chướng hết ngang dài, nó che hết xuống phía dưới rồi, thì chắc chắn các bạn biết là cái bộ bên trên được viết như nào rồi, đúng không? Cái cỡ sẽ được viết lớn. Ở giữa sẽ được viết nhỏ và cuối cùng sẽ được viết vừa như thế này. Đó. Nhá. Tiếp theo mình sẽ viết sang một cái chữ Hán khác. Đây là tỉ lệ này, lớn này, nhỏ này, vừa này. Đấy. Tiếp theo các bạn sẽ tự viết cho mình một cái chữ Hán nhá. Ví dụ như có bạn nào tên là gì bây giờ nhỉ? Có bạn nào tên mà nó có 3 bộ thủ xếp vào với nhau không? Mình ví dụ như bạn Đức đi. Đức, nhưng mà Đức ở đây nó sẽ có 2 bộ. Đầu tiên là kết cấu của nó là phải là trái và phải, đúng không? Thì tay trái sẽ được viết nhỏ hơn như này, là bộ xích này. Được viết nhỏ hơn tay phải. Với tay phải mình sẽ viết thuộc về kết cấu thượng trung hạ này, bên trên này. Thập trên từ dưới này. Thập này sẽ là, ở đây là nó sẽ là 4 bộ cơ. Đấy, thập bên trên này, tứ ở dưới này, nhất này, chữ tâm này. Đấy. Thì chúng ta vẫn xếp theo cái kết cấu của thượng trung hạ này cũng được. Các bạn sẽ xếp cho mình một vế phía bên trên như này này. Đấy. Và bộ ở nhất này là một nét ngang thôi, nó sẽ được viết nhỏ, đúng không? Và ở dưới là bộ tâm vẫn được viết vừa. Đây là vế phía bên trên như này. Đấy. Mặc dù thì nó là được viết, được xếp là 4 bộ, 1, 2, 3, 4. Tuy nhiên thì những cái bộ phía bên trên ấy, thì mình tính từ cái bộ ở giữa, xong rồi ở phía dưới và phía bên trên. Thì bên trên nó có 2, 3 bộ, 2, 4 bộ gì đấy, thì nó là một vế phía bên trên rồi. Và vế phía bên trên đấy thì nó sẽ là cái bộ thủ được liên kết giữa 2 hay 3 bộ thủ đấy, thì nó sẽ được viết rất là lớn. Chúng ta sẽ cho nó một vế phía bên trên. Ở đây có một nét ngang ở giữa thì nó sẽ là cắt đôi. Và nét ngang là chính là một bộ thủ, đó là bộ nhất. Thường thường thì nó sẽ gọi là nét ngang chứ ít khi người ta gọi là bộ nhất. Nhá, tiếp theo là mình sẽ viết sang một số những cái chữ Hán tiếp này. Chữ tiếp theo ví dụ nha. Ví dụ có bộ thảo thì vậy bộ thảo này nó sẽ là nét, nó sẽ là chữ Hán. Mà có cái bộ thảo này thì bộ này sẽ được viết theo hình dáng là vừa phải hay là nhỏ. Chúng ta cùng tìm hiểu.
Thì với cái bộ thảo này thì ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy hình dáng của nó này. Đấy, chúng ta viết là cái bộ ở dưới là bộ đại đi, sẽ được viết to lớn này. Đấy, còn phía bên trên đó là bộ nhật và bên trên nữa là bộ thảo. Thì ở đây hai bộ này mình thấy nó gần như nó giống giống nhau, nó xem nhau. Vậy chúng ta sẽ xét tới là thằng nào nó sẽ có cái bộ thủ mà chứa những nét lớn. Ví dụ ở đây nét ngang gập và nét ngang ngắn thì nó không phải nét lớn rồi. Trên này là nét ngang nhỡ, ngang dài hơn một tí. Thì đây nó sẽ là nét bộ vừa này, vừa phải. Và đây sẽ là được viết nhỏ các bạn nhé. Đấy, các bạn đã thấy được cái gọi là cái vị trí, rồi là tỷ lệ, rồi là bố cục để các bạn có thể đoán được ra bộ thủ nào sẽ được viết nhỏ, bộ nào được viết lớn rồi nhá. Chúng ta sẽ căn cứ vào cái kết cấu của cái bộ thủ đấy, nó gồm những nét gì, ngang gập, ngang dài, ngang nhỡ. Đấy, những cái nét nào có kích cỡ mà nó cứ nhỏ, vừa và lớn đấy thì nó sẽ thuộc tương ứng với những cái kích cỡ của cái bộ thủ đấy. Ví dụ đây chỉ có nét ngang gập và nét ngang ngắn phía bên trong này thôi, sổ gọn ngắn vào thôi. Đây, trên này nó cũng là nét sổ gọn nhưng mà nó là có một cái nét ngang nhỡ. Ngang nhỡ là nó sẽ dài hơn nét ngang ngắn một chút xíu. Thì nó sẽ được viết theo hình dáng đó là chúng ta sẽ cộng cả cái bộ thủ này vào nhá. Ví dụ cộng bộ thảo như này này. Chúng ta sẽ tính cả kích cỡ của nó, diện tích của nó vào, chứ chúng ta sẽ không tính là cái hình dáng của nó là ví dụ nó chỉ cao như này thôi thì không đúng. Hay là nó chỉ dài như này thôi, nó rộng như này thôi thì cũng không được, mà phải tính cả diện tích của nó cơ. Thì mới biết được nó là cái bộ thủ này nó được viết lớn hay được viết vừa hay được viết nhỏ các bạn nhé.